xuân sao clip nữ hành khách chửi bới, xúc phạm nhân viên của Vietnam Airlines. Một ngày tao chạy 5 triệu Facebook để cho con này ấy chồng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Xuất phát từ tranh cãi liên quan tới hành lý xách tay bị quá cân, nữ hành khách liền to tiếng chửi bới, dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm một nhân viên quầy check-in của Vietnam Airlines, bất chấp đang đi cùng con nhỏ và sự ngăn cản của những người xung quanh. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có một sự việc một nữ hành khách gay gắt chửi bới một nữ nhân viên tại quầy check-in của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, khiến cho nhiều người phải chú ý. Nữ hành khách lớn tiếng chửi bới. Theo đó, trong quá trình check hành lý tại quầy, giữa vị khách này và nữ nhân viên đứng quầy xảy ra mâu thuẫn liên quan tới hành lý xách tay bị quá cân. Lúc này, mặc dù đang đi cùng con nhỏ, nhưng vị nữ hành khách này vẫn lớn tiếng chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm hướng về phía nữ nhân viên, làm náo loạn cả một khu check-in đang có rất đông hành khách chờ ở phía sau. Những diễn biến từ đoạn clip cho thấy, mặc dù được những người xung quanh, bao gồm các hành khách khác cũng như các nhân viên trong sân bay ngăn cản, nhưng chị này vẫn liên tục có những lời lẽ gay gắt để chửi bới xúc phạm. Xúc phạm là chuyện bình thường vì nó biết được người ta đang nói như thế nào rồi mà nó vẫn cửa như thế. Con tôi nhỏ thế này, vợ phải bế lên trên cầu thang tôi phải làm sao được, thì nó trả lời đấy là việc của chị. Người ta thấy người già với trẻ con người ta phải giúp đỡ, vị khách nữ nói. Đỉnh điểm khi nữ nhân viên đáp lại, dù chưa kịp nói hết câu, do thái độ của chị thì người phụ nữ này liền nổi đoá, chửi bới gay gắt hơn nữa. Thái độ của tao thế đấy, tao năn nỉ mày đỉ mày, không nên nên bố mày phải nói như thế đấy. Cái loại mày ra đường người ta vả vào mặt mày. Một ngày tao chạy tiền 5 triệu Facebook cho con này ế chồng. Người phụ nữ này lớn tiếng, nạt nộ. Lúc này nhân viên an ninh sân bay tới nhắc nhở, đề nghị người phụ nữ nói nhỏ lại, không gây ồn ào, nhưng chị này không chấp nhận. Việc của anh à, hóng hớt à, anh làm gì được tôi thì anh cứ làm, đánh tôi đi, tôi không nói nhỏ được, tôi phải nói to, nói lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, ở phần cuối của đoạn clip, chị này vẫn liên tục chửi bới, buông lời xúc phạm nữ nhân viên ở quầy check-in. Trong đoạn clip cũng được cư dân mạng chia sẻ, người phụ nữ sau đó đã được mời đến làm việc tại khu vực an ninh của sân bay. Tuy nhiên, chị này vẫn giữ thái độ bất hợp tác, lớn tiếng mắng nhiếc các nhân viên an ninh có mặt tại đây. Sự việc hiện vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội, nguyên nhân cụ thể dẫn tới mâu thuẫn giữa khách hàng và nhân viên của Vietnam Airlines vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, các hành xử thiếu kiềm chế, hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng vẫn khiến người phụ nữ này nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.